ngang nhiên thi công hạng mục san nền. Các xe tải trọng lớn không phủ bạt vô tư vận chuyển cát gây ô nhiễm môi trường, dù chưa có giấy phép xây dựng, chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đó là những sai phạm đang hiện hữu tại dự án khu du lịch và dịch vụ Sunrise Bảo Ninh do công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh thuộc tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư. Đây là văn bản quyết định chủ trương đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư khu du lịch và dịch vụ Sunrise Bảo Ninh của công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ký cấp ngày 20 tháng 2 năm 2020. Trong quyết định chủ trương đầu tư có nêu rõ, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thi công dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Và trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng các quy định trong quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mặc dù mới chỉ có quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ thủ tục pháp lý của dự án đang trong quá trình hoàn thiện, thế nhưng tập đoàn Trường Thịnh đã ngang nhiên coi thường pháp luật, vận chuyển cát trong khu vực dự án từ khu vực A đến khu vực G, san lấp mặt bằng trên diện tích rộng lớn trong khuôn viên dự án Sunrise Bảo Ninh. Theo ghi nhận phóng viên, những chiếc xe tải trọng lớn vào khu vực A múc cát, không che chắn, chở cát đến khu vực G, phục vụ cho việc san lấp dự án. Các xe ra bán cát, vận chuyển cát có dấu hiệu quá chiều cao quy định, không phủ bạt di chuyển tốc độ cao, làm cát rơi vãi khắp nơi, bụi bay mù trời cả tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Vì thường xuyên bị các xe tải trọng lớn vào ăn cát, nên đồi cát đã bị xẻ đôi, ước chừng khối lượng cát được vận chuyển đi hàng nghìn khối. Còn đây là vị trí san lấp khu vực G, hai chiếc máy ủi luôn chờ sẵn để phục vụ cho công tác san ủi mặt bằng. Cát được san phẳng ngay một rộng, những chiếc xe tải trọng lớn ra vào liên tục giữa thanh thiên bạch nhật. Việc tập đoàn Trường Thịnh đang cầm đèn chạy chiếc ô tô như thế này là đang coi thường pháp luật, thế nhưng lại không có bất kỳ một sự vào cuộc nào của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình. Và đây là biên bản kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh sau khi chúng tôi liên hệ phản ánh với ông Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ninh. Nội dung biên bản làm việc cho thấy, qua kiểm tra phát hiện việc công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh triển khai múc cát san lấp mặt bằng dự án khu du lịch dịch vụ Sunrise Bảo Ninh khi chưa có cơ quan chức năng thẩm quyền cấp phép và yêu cầu đơn vị dừng ngay việc thi công, đưa máy móc ra khỏi hiện trường và trả lại mặt bằng nguyên hiện trạng ban đầu. Thời hạn trả mặt bằng là 5 ngày kể từ ngày lập biên bản. Quá thời hạn nói trên, nếu công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh không hoàn thành các yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã Bảo Ninh sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Lệ Hằng, công chức địa chính xây dựng xã Bảo Ninh cho biết. Vì tại thời điểm bọn em kiểm tra cái khu vực máy đang đau và là thì bọn em phải phát hiện là họ vẫn đang gạt và đi làm thằng đi, thì bọn em lập biên bản hiện trạng cho đi. Hắn chia cả cái dự án cả hắn chia cái giai đoạn thôn của em và tham gia cái cả DTM thì là tất cả khu như hắn làm là cái DTM là bóc phong mở và sân đi. Cho hắn chưa làm những xây dựng bị cải kia là chưa đang sở xây dựng bởi người đang cấp phép đôi hắn chưa làm chứ cả hắn chỉ có làm giai đoạn một là sân đi của A tưởng hưởng đi. Em nghĩ là nên là dốt cá và họ sán gạt tại vị trí của em làm bên bản có những cái mà anh gửi ảnh với cái họ đau của đó thì khi mình ra kiểm tra thì hắn không có trên hiện trường rồi mình không làm bên bản được vì họ không làm được chính hợp hiện cả. Trao đổi về thông tin thẩm định DTM, ông Phan Xuân Hào, chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết. Là thẩm định rồi, thẩm định thì phải đến hơn 2 tuần rồi. Rồi trình hồ sơ thì họ sửa chữa trên hồ sơ thì đã trình và bình tĩnh rồi. Trình bán tỉnh không biết mấy bạn chắc muốn được lên ở hoàn thành công tác rồi đấy. Tôi trình luôn. Tức là hẳn cái định quyết định là giải quyết trước là một trong những căn cứ để cấp phép xây dựng chế tài xử phạt thì trưởng mắt lên như về biên bản của phương nói còn anh kiểm tra cụ thể là anh xem anh phải qua kiểm tra thực tế là xem rồi khi đó mới thanh tra phải qua mới xem vi phạm như thế nào cụ thể đã ra khỏi dự án cái đối khoản sản xử lý mà trong phạm vi dự án chứ phê duyệt và triển khai thì thế nào đó thì thanh tra đấy. Cái này thì em báo cáo về sở được chỉ đạo thanh tra và xem xét. Còn liên quan đến vấn đề cấp phép xây dựng của dự án thì ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng thông tin. Cấp phép thì chưa hồ sơ cấp phép là chưa có được. Chắc chắn trong cấp phép chưa có thì hẳn chưa được làm. Giờ chưa được cấp phép là họ chưa được thực hiện gì hết. Chưa. Chắc chắn là rồi. Kể cả việc mà sáng lên sang qua
Nói chung là về nguyên tắc làm việc gì đó trên đất thì phải được cho phép bằng giấy tờ của nó. Giả sử như hắn làm những việc nữa để nữa thì ít nhất là phải xin tỉnh, xin địa phương. Như vậy, qua những phát ngôn của bà Trần Thị Lệ Hằng, ông Phan Xuân Hảo và ông Nguyễn Thanh Hải có thể khẳng định rằng công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh đã và đang vượt rào pháp luật, triển khai thi công san lấp mặt nền, vận chuyển cát gây ô nhiễm môi trường tại dự án khu du lịch và dịch vụ Sunrise Bảo Ninh khi đang trong quá trình chờ hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý. Liệu có bóng dáng quyền lực nào ở đằng sau chống lưng cho công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh để con voi này có thể chui lọt qua lỗ kim? Trước những sai phạm này, các cơ quan chức năng liên quan đến tỉnh Quảng Bình sẽ vào cuộc như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong phóng sự tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống.